Chào anh chị, đây là bản giới thiệu của tập số 2 về tôn giáo khai phóng. Và chúng ta sẽ nói về vùng đất linh địa, long mạch hoặc là vùng đất bị quỷ ám. Thì các anh chị lưu ý vùng đất linh địa, vùng đất có long mạch là như thế nào? Những cái vùng đất mà có cái điều kiện sống khắc nghiệt, ví dụ như là nhiệt độ chênh lệch ngày đêm quá nhiều, chẳng hạn như là ban ngày thì là 35 độ, ví dụ thế, ban đêm thì còn có 20 độ thôi, ví dụ là như vậy các anh chị, thì đó là chênh lệch ngày đêm nó nhiều đó các anh chị. Chẳng hạn như ban ngày 35, ban đêm 30 thì đúng là nó nóng thiệt đó, nhưng mà nó chênh lệch ngày đêm không có nhiều. Hoặc là ban ngày 25, ban đêm 20 thì cũng gọi là chênh lệch không có nhiều. Còn những vùng đất mà nó chênh lệch ngày đêm nó nhiều á thì ta gọi là cái vùng đất mà nó có cái nhiệt độ khắc nghiệt. Dẫn đến là tâm tính của những con người sống ở những cái vùng đất này cũng thất thường các anh chị. Hoặc là những vùng đất mà có hơi lợi từ đất không có được ưu đãi, tức là thiên nhiên, khí hậu, điều kiện, đất đai, thổ nhưỡng ở những cái vùng đất nào đó mà hơi lợi từ đất không có ưu đãi các anh chị, dẫn đến cuộc sống nghèo khổ và con người ở những vùng đất đó họ nảy sinh lòng trộm cướp và họ trộm cướp cái cuộc sống nghèo khổ đó anh chị, họ trộm cướp. Thì những kẻ lưu manh này nó sẽ liên minh lại với nhau để mà nó trở thành băng cướp. Nói chung là ta hình dung những vùng đất mà có điều kiện sống khắc nghiệt thì những con người ở đó thường á họ cũng ít tử tế. Chúng ta lưu ý như vậy, ít tử tế. Còn những vùng đất mà điều kiện sống quá thuận lợi, dễ dàng, người ta chỉ cần ra ngoài sông, ngoài đồng, ngoài ruộng, người ta lấy rổ xúc là có cá ăn. Hoặc là trồng cây gì cũng được rất là nhiều hơi lợi. Thế thì người ta sẽ tử tế hơn là so với những cái vùng đất mà nó quá khắc nghiệt các anh chị. Những kẻ lưu manh ở những vùng đất khắc nghiệt như vậy đấy, chúng tập hợp lại với nhau trở thành băng cướp và chúng đi ăn hiếp những cái người dân lành khác để đòi cái tiền mà gọi là tiền bảo kê đó các anh chị. Tức là những kẻ này chúng ở không, chúng không có muốn làm việc tạo ra giá trị để mà xã hội đền đáp lại bằng cái tiền thù lao xứng đáng. Chúng chỉ muốn làm biếng mà vẫn có ăn. Những băng cướp nó là như vậy đó các anh chị. Muốn làm biếng nhưng mà vẫn có ăn. Và cái thu nhập của chúng đến từ cái việc thu phí bảo kê của những người dân. Ứng với mỗi cái vùng đất thì có một hoặc là một vài cái băng nhóm ăn cướp. Chúng thường xuyên gây hấn với nhau, thị uy với nhau, đánh nhau để mà giành địa bàn. Chúng mở rộng địa bàn ra và băng cướp nào chiến thắng thì băng cướp đó sẽ độc quyền ăn cướp. Còn những băng cướp nào mà thua cuộc thì một là sẽ đi chỗ khác, cút chỗ khác, bỏ xứ mà đi, hoặc là gia nhập trở thành tay sai của băng cướp chiến thắng. Như vậy thì đám băng cướp này chúng nó ngày càng mở rộng địa bàn và mở rộng quy mô, cho đến một ngày lãnh thổ của chúng cai trị thật là lớn rồi đó thì chúng tự xưng chúng là vua của thiên hạ. Thậm chí khốn nạn hơn, chúng sẽ tự xưng là thiên tử, tức là con trời.
Rồi cái tiền phí bảo kê, tức là ngày xưa chúng thu phí bảo kê từ những người dân lương thiện đấy, chúng đổi cái từ vựng phí bảo kê thành cái từ vựng thuế các anh chị. Đó là nguồn gốc của thuế đó các bạn. Và những kẻ ăn cướp tự xưng là vua này đó, thì chúng nói rằng chúng là có chân mệnh đế vương, hoặc là chân mệnh thiên tử, hoặc là chúng tự xưng chúng là con trời, con của rồng. Và chúng dùng hình tượng của con rồng, tức là cái loài bò sát, làm người không muốn muốn làm bò sát các anh chị. Chúng tự xưng chúng là rồng, và chúng kể về quê hương, kể về nơi xuất xứ của chúng, rằng đó là vùng đất linh địa, vùng đất long mạch đã tạo ra con người anh hùng, con người cai trị thiên hạ. Như vậy các anh chị đã hiểu cái vùng đất linh địa, vùng đất long mạch. Đại đa số những vùng đất đó ngày xưa là những cái vùng đất nó rất là khắc nghiệt, cho nên con người sống ở đó họ thiếu tử tế, họ lưu manh hóa. Đó là mình đang nói đại đa số thôi chứ không phải tất cả. Thì cũng có những thằng nó ở những cái vùng đất rất là trù phú, dồi dào khoáng sản, dồi dào lương thực, thực phẩm. Nhưng mà nó vẫn có cái máu lưu manh ở trong người. Nói tóm lại, những thằng có máu lưu manh mà nó đi ăn cướp để trở thành vua là những cái thằng mà nó lười biếng lao động, lười biếng tạo ra giá trị cho xã hội. Và nó chỉ muốn ở không hưởng lợi bằng cách là nó thu phí bảo kê của những người lao động khác. Và nó tự xưng cái phí bảo kê đó là thuế. Như vậy các anh chị hình dung những kẻ ăn bám trong xã hội là ai rồi đó. Những kẻ ăn bám trong xã hội là những kẻ không tạo ra giá trị cho xã hội, mà chỉ đi ăn cướp giá trị từ người khác mà thôi. Bây giờ chúng ta nói về vùng đất bị quỷ ám. Vùng đất bị quỷ ám thì đó là những vùng đất ô nhiễm. Ô nhiễm thì có thể là vốn dĩ bản thân cái vùng đất đó nó có những cái quặng mỏ, và quặng mỏ đó chứa nhiều chất độc hóa học. Những chất độc hóa học đó sẽ đi theo nước ngầm, hoặc là những chất độc hóa học đó nằm ở trên mặt đất, dẫn đến là nguồn nước ô nhiễm cũng như là những cây trồng ở trên đất đó nó không có được tươi tốt. Những người nào sống ở những khu vực đó thì họ bị nhiễm độc và họ bị bệnh. Hoặc là sự ô nhiễm đó đến từ những cái nhà máy hóa chất do con người xả thải, con người gây ô nhiễm. Nhắc lại là ô nhiễm có thể là vốn dĩ bản thân vùng đất đó ô nhiễm, cũng có thể do con người gây ô nhiễm. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là con người gây ô nhiễm các anh chị. Là tại vì như thế này, là tại vì á những cái vùng đất mà nó vốn độc hại như vậy thì cây cối nó cũng không có phát triển xanh tốt. Mà một khi cây cối không có phát triển xanh tốt á thì cũng chẳng ai người ta tới đó người ta ở. Thế cho nên là đại đa số là những cái vùng đất thì tự nhiên nó ít ô nhiễm các anh chị. Và người ta tới đó người ta sinh sống. Bỗng một ngày thì loài người đã gây ô nhiễm vùng đất đó mà người ta không biết. Cho nên người ta vẫn có thói quen người ta ở đó và người ta bị nhiễm độc. Khi người ta bị nhiễm độc nhẹ thì bị bệnh. Nặng hơn nữa là họ có thể ảo giác hoang tưởng tâm thần. Đối với những người ảo giác hoang tưởng tâm thần, họ có thể nhìn thấy ma quỷ, nhìn thấy thần thánh, là tại vì họ bị ảo giác hoang tưởng. Thậm chí nặng hơn nữa là họ bị tâm thần, là do họ bị nhiễm độc. Và họ đổ thừa cái vùng đất đó là vùng đất bị quỷ ám.
Như vậy vừa rồi mình đã trình bày cho các anh chị về vùng đất linh địa Long Mạch cũng như là vùng đất bị quỷ ám. Đây là bản giới thiệu nằm trong chương trình tôn giáo khai phóng. Anh chị nào muốn xem bản chính thức, muốn xem nhiều hơn, kỹ hơn thì các anh chị hãy truy cập vào website đó là video.giaoductuyo.com để các anh chị tìm hiểu nhiều hơn. Nội dung về tôn giáo lẽ đương nhiên rất là nhạy cảm. Tôn giáo mặc dù là sản phẩm của tà trị, nhưng mà nó còn nhạy cảm hơn cả tà trị nữa các anh chị. Là bởi vì nó liên quan đến cái niềm tin, cái tín ngưỡng, cái đức tin của người ta. Mà người ta đã bị nhồi sọ lâu quá rồi. Người ta không có nhận ra cái tôn giáo của mình thật ra chỉ là sản phẩm của tà trị mà thôi. Thế cho nên nói về vấn đề tôn giáo là vô cùng nhạy cảm. Sẽ làm rất là nhiều người tổn thương sâu sắc. Thậm chí có người giận tím mặt. Và vì sự nhạy cảm đó cho nên mình giới hạn người xem. Chỉ một số người được xem mà thôi. Đó là những anh chị nào học theo thứ tự video 1 đến video 2 đến video số 3. Tức là phải học theo trình tự để thay đổi tư duy, thay đổi góc nhìn. Và đến thời điểm thích hợp thì các anh chị đó mới có thể xem được nội dung về tôn giáo khai phóng trên website video.giaoductuyo.com. Vì vậy mong các anh chị hết sức thông cảm rằng là tại sao cái điều kiện để mà đóng học phí và xem video tôn giáo khai phóng lại có nhiều rắc rối như vậy. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe video này. Chúc các anh chị nhiều sức khỏe. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại. Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Văn Lục. Sự khác biệt giữa hai miền Nam Bắc là lòng tử tế. Bản chất của chế độ Ngụy là xấu, vậy mà không hiểu sao nó lại đào tạo con người giỏi thế. Ai cũng lịch sự, cứ mở miệng ra là cảm ơn với xin lỗi. Ngồi ở trong nhà, có ai đi ngoài đường chó miệng hỏi cái gì á mà mình trả lời xong, cắp đít đi thẳng, không thèm cảm ơn một tiếng, thì không cần nhìn, mình cũng biết ngay đó là dân Bắc Kỳ. Đó là nhận xét của nhà phê bình văn học Hoài Thanh. Sau năm 1975, Hoài Thanh và vợ dọn vào Sài Gòn ở theo lời kể lại của nhà phê bình Vương Trí Nhà. Phần 1. Miền Bắc, biểu tượng của hận thù. Miền Bắc sau năm 1954 được gọi là bức màn tre do những hoàn cảnh xã hội chính trị khắc nghiệt, khép kín. Kinh tế sau năm 1975 kiệt quệ vì nhiều lý do chủ quan và khách quan. Sau này, phải nêu khẩu hiệu xóa đói giảm nghèo. Chính những nhà lãnh đạo miền Bắc cũng không ai nhìn nhận những cái lỗi lầm tày trời này. Dân chúng trong Nam vốn dư ăn dư mặc, nay phải ăn bo bo, khoai mì như tầng lớp dân chúng ngoài miền Bắc. Do thông tin một chiều, họ che đậy, giấu kín riết, rồi họ không hiểu chính họ, hoặc hiểu mà không chịu hiểu thì làm thế nào họ hiểu nếp sống con người miền Nam được? Học giả Nguyễn Mạnh Tường viết rằng, không có bản án nào được công bố, người Cộng sản thường có thói quen che giấu, vì thế các quyết định và việc thi hành đều tuyệt đối bí mật. Sự tử tế của miền Bắc hầu như không thể có, theo như nhận xét của nhà phê bình kỳ cựu Hoài Thanh. Hơn ai hết, ông Hoài Thanh đã hiểu rõ chân tướng của dân miền Bắc cũng như chính quyền ấy. Chính quyền Cộng sản chủ trương phân biệt, bạn, thù, dứt khoát. Chính tà phải phân minh vì chủ nghĩa Mác Lênin là chân lý sáng ngời tuyệt đối. Thù
thì phải bôi đen, triệt tiêu và chỉ đáng được gọi là thằng. Đó là một nửa đất nước đã bị nhồi sọ, bị đầu độc từ trên xuống dưới, trở thành quán tính. Tỷ như bác sĩ nhi khoa Nguyễn Khắc Viện, người đã để nửa đời người sống bên Pháp, một trí thức hàng đầu hiểu rõ văn hóa, hiểu rõ thế nào là tự do dân chủ của nước Pháp. Vậy mà, khi viết một bài so sánh cách mạng và dân Sài Gòn đăng trên báo Nhân dân, đã ví von cách mạng là sen, dân Sài Gòn chỉ là bùn. Và ông ấy đã bị phản ứng dữ dội từ giới trí thức Sài Gòn. Nguyễn Trọng Văn lên tiếng trên báo Nhân dân, nhưng bài của Nguyễn Trọng Văn dĩ nhiên đã không được báo Nhân dân đăng. Điều đó trước tiên bày tỏ lập trường rõ rệt giữa bạn và thù và hàm ý sự khinh miệt. Cách mạng tốt đẹp quá, thơm tho quá, cách mạng là sen, dân Sài Gòn chỉ là bọn rác rưởi thối tha, là đĩ hoặc là điếm, vì thế dân Sài Gòn chỉ là bùn. Thật ra, chính nhờ có bùn thì mới có sen. Chính nhờ bùn nuôi dưỡng tạo ra hương thơm tinh khiết cho sen. Không có bùn, làm sao sen nở hoa? Chỉ nhắc nhở ông có bài thơ: trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh, bông trắng, lại sen nhị vàng. Nhị vàng, bông trắng, lá sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng đối với ông bác sĩ đó, đối với cá nhân của ông bác sĩ đó, thì điều quan trọng là chế diễu như thế là đi đúng đường lối của chế độ. Tỷ như Đào Duy Anh, sau năm 1975, một học giả ăn mòn bát đĩa Cộng sản, hiểu Cộng sản từ chân tơ kẻ tóc, hiểu những cái mánh khóe tiểu xảo. Vậy mà khi vào miền Nam gặp các trí thức trong Nam, ông theo thói quen quán tính vẫn gọi Sách Mé là thằng Diệm. Nhiều người lảng tránh ông. Đào Duy Anh là tác giả tập ký Nhớ Nghĩ Chiều Hôm, cuốn tập ký lược thuật các công trình biên thảo của ông viết trong nhiều năm. Trần Huy Liệu khuyên ông, muốn sống, muốn tồn tại thì liệu viết mà lách nữa. Ở đây, quả thực, ông đã thuộc bài do Trần Huy Liệu chỉ dẫn. Tội cho tiếng tăm của một học giả. Viết mà sợ, viết mà phải lách vì sợ bị liệt vị, bị thổi còi. Có thể đây chỉ là một sự lỡ miệng theo thói quen, nhưng nó cũng chỉ ra rằng gọi thằng Diệm là đúng đường lối, cũng chả trách được họ. Ông Hồ, theo ông Nguyễn Minh Cần, kể lại trong những buổi họp đảng, có những đồng chí tuổi 80 vẫn bị gọi là các chú theo cái cách cá mè một lứa. Nghĩ lại, tôi vẫn thấy tiếc nuối cho thời kỳ vàng son nhân hậu của cha ông để lại, như thời của vua Lý Thánh Tông, thời trước thuộc địa. Nhà tù không phải là công cụ để trừng phạt. Do chịu ảnh hưởng của Nho giáo, lấy cái tâm, cái đức làm đầu, nhà vua có lòng thương người, chỉ thị cho triều thần phải phát mền, chiếu và gạo cho tù nhân vào năm 1055. Rằng sống trong cung điện có lồng ấp than sưởi và mặc nhiều áo ấm mà trẫm còn thấy lạnh, trẫm hiểu nỗi khổ của người tù bị gông cùm, không đủ cơm ăn, không đủ áo mặc ấm để che thân thể. Nhiều tù nhân chết một cách oan uổng trước khi bị luận tội. Trẫm thương cho họ. Phải nhìn nhận với nhau rằng, thật không dễ để làm người tử tế, còn khó hơn làm người anh hùng. Bởi vì làm người anh hùng chỉ là việc của một thời, còn làm người tử tế là việc của cả một đời. Đất nước chúng ta do thời chiến tranh từ năm 1946 đến năm 1954, và nhất là giai đoạn từ năm 1955 đến năm 1975, đã tự đánh mất đi cái lòng thương người, mất đi cái lòng tử tế. Ngoài cuộc chiến quân sự bạo tàn mà mạng người như cỏ rác, còn có cuộc chiến tuyên truyền ra rã mỗi ngày, đề cao cuộc chiến giải phóng cứu nước thần thánh. Nhiều nhà lãnh đạo miền Bắc còn để lại các hồi ức như Trần Cung, Bùi Công Trừng, Hà Phú Hải, Văn Tiến Dũng, Xuân Thủy. Họ từng nếm trải cơm tù như Đỗ Mười, 5 năm tù hỏa lò, sau trốn thoát được vào năm 1945. Nguyễn Văn Linh hai lần ở Côn Đảo từ năm 30 đến năm 35, rồi từ năm 40 đến năm 45, và nhất là với Hồ Chí Minh, với nhật ký trong tù. Những bài học cay đắng trong tù được tích lũy thành một mối nuôi thù. Nuôi thù ấy đổ lên đầu nhân dân miền Nam vốn hiền lành và vô tư sau năm 75. Trong các hồi ký đó, sự thật là bao nhiêu? Pha chế thêm mắm muối là bao nhiêu? Nào có ai biết được? Chỉ người trong cuộc mới biết được. Ngoài ra,
Còn những người tù không thuộc phe Cộng sản đáng kính nể đòi đời đời ghi ơn như Nguyễn Thái Học với đời trong ngục năm 1935. Tiếp theo là những nhân sĩ như Hồ Hữu Tường, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Ngô Đức Kế. Những người tù này được xã hội kính nể nhất trong xã hội Đông Dương. Ngô Đức Kế được tôn xưng là chí sĩ Ngô Đức Kế. Phan Chu Trinh được chính ông trùm thuộc địa Marius Mute kính nể. Huỳnh Thúc Kháng được một người thợ may biếu tặng cụ một bộ đồ không tính tiền. Về phía những người lãnh đạo Cộng sản sau này như Đỗ Mười, Xuân Thủy, Nguyễn Văn Linh, Văn Tiến Dũng đều là những người nếm trải cơm tù. Chứng chỉ đi tù trở thành tấm thẻ bài đi vào cửa chính. Sau này vẫn thái độ thù hận, miền Bắc vẫn tiếp tục ra rã cái luận điệu tuyên truyền với những khẩu hiệu gọi là Mỹ ngụy, Mỹ xâm lược, thực dân kiểu mới, giải phóng miền Nam. Họ chỉ quên một điều là sau lưng họ còn có Nga, có Tàu. Ai kéo xe tăng đại pháo vào miền Nam? Thế thì ai xâm lược ai? Ai giải phóng ai? Miền Nam có cần ai giải phóng không? Ai ngụy hơn ai nào? Vì thế, có lần ông Lê Đức Thọ và ông Xuân Thủy gặp phái đoàn miền Nam, đại diện là nhóm phản chiến, lực lượng thứ ba được ra thăm miền Bắc ở khách sạn Thắng Lợi. Ông Thọ nói rằng tiếng ngụy cần bỏ đi. Ông Xuân Thủy cũng phụ họa rằng bây giờ mà còn dùng chữ ngụy là mất dấu nặng, tức là nguy. Và xin trích dẫn văn bản chính thức của Cục Báo chí xuất bản số 06 BCXP. Kính gửi các cơ quan thông tấn xã, đài phát thanh, đài truyền hình, các báo chí miền, thành phố và các tỉnh, chấp hành ý kiến của lãnh đạo, chúng tôi xin thông báo các đồng chí được rõ. Kể từ nay, các bài viết đăng trên báo và phát trên đài, ta nên thống nhất dùng chữ những người trong quân đội và chính quyền cũ thay cho chữ Ngụy quân và Ngụy quân Sài Gòn đã dùng trước đây. Mong các đồng chí chú ý thực hiện đúng. Ngày 17 tháng 2 năm 1976, thay mặt ban lãnh đạo, Cục Báo chí xuất bản có ký tên và đóng dấu. Tưởng rằng từ nay tiếng ngụy đã đi vào dĩ vãng, gần nửa thế kỷ nó vẫn còn văng vẳng đâu đây. Nhà văn Dương Thu Hương năm 1947, một hình tượng phản diện của miền Bắc. Nhà văn Dương Thu Hương vốn là một đoàn viên thanh niên xung phong của một thời oanh liệt về một cuộc chiến khác mà hầu hết chúng ta không biết đến. Họ trực diện với cuộc chiến và nỗi đau. Họ là những cô gái không được biết đến. Họ có mặt mà như không có mặt. Họ bị lãng quên trong cuộc chiến mà chủ yếu chỉ là quân đội. Họ thực ra là quân chủ lực của đường mòn Hồ Chí Minh với hơn 52.000 người, hầu hết là phụ nữ gia nhập. Cô Huỳnh Thị Tiếp nhớ lại rằng, da nổi ghẻ, tóc trên đầu nhiều cháy rận, các bộ phận kín ở trong người ngứa ngáy phát điên. Vấn đề vệ sinh vùng kín của phụ nữ ít được đề cập tới. Tình trạng vệ sinh kinh nguyệt thiếu thuốc men, thiếu băng vệ sinh, đồng phục để thay và ít có điều kiện tắm rửa. Phần Dương Thu Hương chua chát về mối gắn bó giữa loài bọ và chiến tranh, viết tôi nằm xuống ván, gối đầu lên tay, đăm đăm nhìn kèo hầm. Dọc theo kẽ nứt của cây kèo, một đàn rệp béo mọng xếp hàng nằm nghỉ. Lũ rệp thời chiến là những ông hoàng bà chúa, chúng được tự do và luôn luôn no đủ. Người ta hiến máu cho chúng một cách vui vẻ so với lệ phí của bom đạn, thì đó chỉ là những khoản thuế còm. Trích Dương Thu Hương, tiểu thuyết Vô Đề, trang 64. Xông ra mặt trận từ tuổi 20, tuổi của ăn học, mơ mộng và tình yêu trai gái, bà là một chân dung tiêu biểu nhất của cuộc chiến thảm khốc này. Bà đã vẽ lại một cảnh tượng hầu như phi thực về một cái chết bi thảm của 6 cô gái trong rừng mà mùi hôi thối dậy lên nồng nặc như thể dẫn đường cho những người sống tìm đến. Chúng tôi hướng vào góc rừng đã tỏa ra mùi thối khủng khiếp mà đi, tới vực cô hồn, gặp 6 cái xác truồng. Xác đàn bà, vú và cửa mình bị xẻo, ném vung vãi khắp đám cỏ xanh. Nhờ những tấm khăn dù, nhờ những chiếc cổ áo sơ mi kiểu lá sen tròn và hai ve nhọn mà chúng tôi nhận ra, đấy là những người con gái miền Bắc. Có lẽ họ thuộc một binh trạm hoặc một đơn vị thanh niên xung phong cơ động nào bị lạc. Cũng có thể họ đi kiếm măng hoặc rau rừng như chúng tôi, rồi vấp bọn thám báo. Trích Dương Thu Hương, tiểu thuyết Vô Đề.
Dương Thu Hương vì thế còn là một biểu tượng cực đoan cùng cực, một ngòi bút dữ dằn như những lát gươm chém vào hư cấu hiện thực vô bờ ngoài cả sức tưởng tượng. Bà là biểu tượng cho sự kinh tởm đến tuyệt đối về cuộc chiến, sự lừa phỉnh của chiến tranh và sự che giấu một cách bài bản những điều cấm kỵ của những năm 90 của cấp lãnh đạo miền Bắc. Bà đã bóc trần ra một cách trần truồng tình cảnh các chị em trong thanh niên xung phong. Bà đã phơi bày việc xâm hại tình dục cũng như tàn phế do chiến tranh để lại và về những chấn thương tâm thần và thể xác cho lớp thanh niên xung phong như bà. Theo bà, họ phát điên loạn lên. Mấy cậu, chỉ mấy cô thanh niên xung phong, sốt rét ác tính, điên rồ, cởi hết quần áo ra mà nhảy múa la hét. Trích trong tiểu thuyết Vô Đề của Dương Thu Hương trang 100. Đó là những hội chứng do chiến tranh, vì nỗi nhớ nhà, từ đời sống bình thường sang chiến tranh, từ lý tưởng cao vời đến thực tế khô trội, từ những lo ngại hiểm nguy chết chóc rình rập, từ những mất mát và tuyệt vọng trở thành nỗi điên tập thể. Về bệnh hay cười, cộng thêm những ham muốn tình dục, những đòi hỏi khát vọng thỏa mãn và những cuộc tình vụng trộm bị cấm đoán cũng là một phần của cuộc chiến này mà không ai lường trước được. Đó là một cuộc sống như một bi kịch phi thực ngoài sức tưởng tượng của con người. Phần tôi có thể chỉ là người miền Nam, có thể đứng bên lề cuộc chiến tàn bạo và phi nhân ấy, đành chỉ biết thầm lặng. Thì hãy mời bạn đọc Miền Nam, người tự mình cầm lấy và đọc. Góc nhìn của David Lamp, nữ cán binh thời chiến, nỗi đau thời bình. Ngoài cuộc chiến của thanh niên xung phong do François Guimond viết, chiến tranh phi nhân ấy còn được mô tả dưới góc nhìn khác của David Lamp. Thay vì nói về những tàn khốc của cuộc chiến, ông nói về nỗi đau thời bình. Có thể nói không một nước nào trừ Liên Xô trên thế giới này xô đẩy ra chiến trường những đội binh nữ trẻ tuổi mộng mơ vào một địa ngục trần gian chỉ để chu toàn một giấc mơ hão huyền của tuổi trẻ. Nhưng vấn đề quan trọng không hẳn là trong cuộc chiến mà là sau cuộc chiến khi hòa bình trở lại. Số phận những cô gái này ra sao? Hãy nghe một số nhân chứng sống sót trở về qua tâm sự của họ. Lời của bà Vũ Hoài Thư, một trong số 500 phụ nữ trong đoàn chiến binh 559, quê ở Ninh Bình, cách 60 dặm ở phía nam Hà Nội. Người đã chiến đấu trong cái mà người Cộng sản Việt Nam gọi là cuộc chiến chống Mỹ. Bà than và tâm sự rằng, ôi, rừng sâu đã làm cho tôi già đi biết bao nhiêu. Cuối cùng tôi đã gặp một người con trai dễ thương. Anh ấy đã hỏi cưới tôi, nhưng cha mẹ anh không cho. Anh đã không muốn rời bỏ tôi, nhưng tôi đã thuyết phục anh là anh phải bỏ. Tôi đã quá yếu vì sốt rét và thiếu ăn. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có thể sinh con đẻ cái cho anh ấy được. Họ nói về chuyện trở về nhà với đời sống còn khó khăn hơn là đời sống mà họ đã rời bỏ. Họ cay đắng dai dẳng trong suốt bao nhiêu năm đã là những chiến binh, những chiến sĩ bị bỏ quên trong một cuộc chiến tranh mà những người đàn ông chiến đấu, chứ không phải phụ nữ, đã trở thành anh hùng. Theo lời của bà Nguyễn Thị Bình, tôi đã tưởng cuộc đời tôi sau chiến tranh sẽ giản dị và hạnh phúc, cân được 85 pounds khi trở về nhà, nhưng tôi đã để cho người bạn trai tôi ra đi. Tôi đã nói với anh ấy rằng, với những chứng bệnh của tôi, với một chân bị thương của tôi sẽ là một gánh nặng cho anh ấy. Bà Bình đã sống một mình suốt 17 năm, một hình thức lưu vong trong một xã hội còn nặng thành kiến về phụ nữ trong gia đình, nhất là về hôn nhân. Thế rồi, do sự thúc giục của những cựu đồng chí trong đoàn phụ nữ đoàn 559, bà Bình đã lấy một người chồng qua đêm và sinh được một đứa con gái. Bà và đứa con tên Lan, hiện 10 tuổi, sống với nhau trên một cánh đồng lúa nhỏ do bà canh tác. Trong số những phụ nữ của đoàn 559, họ là 50 người đã trở về như những người tàn tật và 40 người đã không trở về. Trong một buổi họp ở Ninh Bình, người chỉ huy của đoàn là Trần Thị Bình đã cùng nửa tá người mặc những đồng phục cũ tại một tiệm ăn nhỏ. Và khi bữa ăn được dọn ra, bà Bình đã chia sẻ với các bạn một bài thơ do bà sáng tác, Thời con gái. Bà vừa ngâm, vừa nhắm mắt lại. Tôi muốn đốt một nén hương cho những người con gái xấu số vẫn đợi chờ. Chúng tôi, những cô gái Trường Sơn, tóc đã hoa râm và lòng tràn đầy kỷ niệm, tưởng nhớ những người bạn tình đã đi xa, không bao giờ tìm được.
Những phụ nữ khác tại bàn ngoảnh mặt đi, một vài người úp mặt vào lòng bàn tay, vài người lấy giấy thấm nước mắt. Khi bà Bình chấm dứt, một sự im lặng bao trùm, rồi có người lên tiếng. Hãy làm cho ngày hôm nay là một ngày vui đi. Phúc âm của tội ác. Sau này, nhà văn Dương Thu Hương trong Tự Bạch cho rằng, sau chiến thắng, tác giả chỉ được một con búp bê về làm quà cho con. Tác giả đau xót nhận ra rằng, biết bao hy sinh mất mát để trả giá cho một vinh quang khải hoàn môn chỉ là ảo tưởng. Nỗi đau xót ấy nêu bật lên nghi ngờ về mục tiêu của cuộc chiến mà bây giờ bà mới ngộ ra, cũng như nhiều nhà văn nổi tiếng khác đã trở lại đạo làm người và cổ vũ cho tinh thần xét lại như một cải đạo. Sự nhìn lại ấy bây giờ trở thành sự cứu rỗi cuối cùng. Nó trở thành như tấm áo giáp tinh thần lúc này giúp che chắn tâm hồn. Nay nó chính là niềm tin, như trong các cuốn Bên kia bờ ảo vọng xuất bản năm 1987 hay cuốn Thiên đường mù 1988, cuốn Trốn vắng năm 2002. Những cuốn sách này như một nhân chứng tố cáo sự lừa đảo tuyên truyền bánh vẽ mà thực sự chỉ là ảo vọng. Hầu hết các tác phẩm của bà đều được dịch ra tiếng Pháp hoặc tiếng Anh vì chúng bị cấm ở trong nước. Đây là những cuốn sách mở đường cho sự tố cáo, sự tàn bạo và dối trá, lừa đảo của cuộc chiến. Bà tuyên bố thẳng thừng, không thể xếp tôi đứng với hàng ngũ những người mà tôi khinh bỉ. Trong Bách Khoa Toàn Thư Wikipedia, sự lăng xả, nhập cuộc như lên đồng trong chiến tranh lúc ban đầu cũng như sự dứt khoát khước từ khi không còn chiến tranh của bà là một tấu khúc hoàn hảo của toàn thể xã hội miền Bắc. Biện chứng vào và ra là thái độ của nhiều đảng viên kỳ cựu khác, ước mơ, lầm lỡ và bội phản như tướng Trần Độ, Hoàng Minh Chính, nhật ký Tô Hải, hồi ký Một Thằng Hèn và nhất là nhà văn Trần Đỉnh với cuốn Đèn Cù. Họ đã lột xác trong đau đớn, bị khinh bỉ, tủi nhục và nỗi cô đơn. Tóm một lời, khi biết được mình đã lầm lỡ thì tóc trên đầu đã bạc phơ. Phần 2. Về miền Nam với lòng tử tế. Lòng tử tế qua các bài học vỡ lòng, sách Quốc văn giáo khoa thư. Sách Quốc văn giáo khoa thư xuất bản từ năm 1935 do nhà học chính Đông Pháp soạn giả là các ông Trần Trọng Kim và các ông Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc đổ soạn. Nó gồm 4 cuốn, một cuốn cho lớp đồng ấu tương đương với lớp 1, một cuốn cho lớp dự bị tương đương với lớp 2 và cuốn sơ đẳng tương đương với lớp 3. Và cuốn Luân lý giáo khoa thư nói chung, nó thâu tóm toàn bộ các bổn phận làm người tử tế. Nó bắt rễ sâu vào trong tâm thức của người Việt Nam trong cách ứng xử với cha mẹ tổ tiên, với trời đất, với thầy dạy, với chính bản thân mình, với họ hàng bạn bè, với kẻ ăn người ở, dĩ chí cả với súc vật nữa. Nó như một gia tài đồ sộ, một thứ văn hóa phi vật thể. Văn hóa phi vật thể là những giá trị tinh thần như ca dao tục ngữ, khác với văn hóa vật thể như đền đài, lăng tẩm. Văn hóa phi vật thể dành cho mọi người, không trừ từ ngoài Bắc trước năm 54 và tồn tại trong Nam từ năm 54 đến năm 75. Lớp trẻ tiểu học coi như những bài học vỡ lòng như hành trang chuẩn bị vào đời. Đây là những bài học giản dị, dễ hiểu. Mỗi bài đều tóm tắt bằng một câu ngắn gọn khắc in vào đầu mà nay chính bản thân tôi còn nhớ được. Như với trời đất, lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Với cha mẹ, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Với con trâu và người đi cày, trâu ơi ta bảo trâu này, trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta. Nó còn vô số các bài học thực tiễn khác như thờ cúng tổ tiên, anh em như thể tay chân, xuân đi học coi người hớn hở, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Lá lành đùm lá rách, một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ. Thấy người hoạn nạn thì thương, không tham của người. Có học phải có hạnh, chớ nên nói xấu người, không nên hành hạ súc vật, học trò đối với thầy. Nhất là cái câu chuyện ông Carnot về thăm thầy cũ, dễ thương và cảm động. Thưa thầy, con là Carnot đây, thầy còn nhớ con không?
Nó được coi như cuốn cẩm nang hành trang cho tuổi trẻ vào đời. Trong Hương rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam xuất bản năm 1962 có truyện ngắn Tình nghĩa giáo khoa thư, cho thấy dấu ấn tình tự con người bàn bạc trong thơ văn, trong nếp sống dân dã của con người đồng bằng sông Cửu Long, nơi còn được gọi là văn minh miệt vườn. Sau này ở miền Nam, giáo khoa thư được đổi ra thành môn công dân giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa. Nơi đây, tôi muốn bày tỏ riêng niềm tri ân đối với miền Nam, mà tiêu biểu là các thầy cô giáo bậc tiểu học đã ký vào tâm hồn trẻ thơ của cả một lớp người trẻ trong tinh thần giáo khoa thư và luân lý giáo khoa thư. Không có họ, không có giáo khoa thư và cũng chẳng có lòng tử tế. Miền Bắc, ngay từ năm 1935 đến năm 1954, cũng được thừa hưởng gia tài của giáo khoa thư như miền Nam qua người dân Hà Nội. Rất tiếc là sau năm 54, sách giáo khoa thư nhiều tài liệu quý báu khác bị người Cộng sản Hà Nội quăng vào sọt rác. Thay vì yêu cha, yêu mẹ, yêu tổ tiên, ông bà, thay vì yêu bạn bè, yêu súc vật, thì nay thay thế bằng một hình tượng mới, đó là yêu Bác Hồ. Trẻ con đêm nằm mơ, thay vì thấy tiên thì nay thấy Bác Hồ. Mẫu người tử tế nay hiếm hoi mà thay bằng mẫu người anh hùng đủ loại. Mẫu người anh hùng ở miền Bắc thì nhan nhản ngoài đường phố, ra đầu ngõ là gặp. Mẫu người tử tế trong chính quyền miền Nam. Miền Nam có cái may mắn là được kế thừa lòng tử tế truyền lại. Vì thế lãnh đạo chính quyền có các chính sách khoan hồng, hòa giải như chính sách binh vận, dân vận, nhất là triều hồi. Chính sách đó không hẳn là chính trị, nó vượt trên chính trị mà căn bản nó dựa trên tình tự, tình người như tình nghĩa đồng bào, tình nghĩa xóm làng, gia đình, họ hàng, bạn bè. Hiện tôi còn giữ trong tay tài liệu ghi rõ sự quan trọng của chính sách chiêu hồi thời đệ nhị Cộng Hòa. Bộ Thông tin và chiêu hồi. Đánh nhau là chuyện bất đắc dĩ. Chiêu hồi mở đường cho sự gia nhập, hòa giải, cho nên các tình tự con người trong các chính sách đó được coi trọng hơn là lập trường chính trị nhất thời. Xin nêu ra một vài trường hợp được kể lại. Có lần, nhà thơ Cung Trầm Tưởng nói với tướng Kỳ, một tướng võ biền đòi đem máy bay bỏ xuống miền Bắc vào năm 1968. Thanh nghị vào khu, Cung Trầm Tưởng nói với tướng Kỳ cho phép anh đưa chị Tâm Vấn, tức là vợ Thanh nghị, sau này bà Tâm Vấn lấy bác sĩ Nguyễn Đăng Quế, vào ở cư xá không quân Tân Sơn Nhất. Tướng Kỳ đồng ý và thỉnh thoảng hỏi thăm chị Tâm Vấn có khỏe không. Đó là tình người với người vượt qua ranh giới chính trị. Trường hợp Thanh Lãng cùng với Nguyễn Văn Trung đi chiếc xe hơi từ Vũng Tàu về, bị lính Mỹ lấy đá chọi chơi bể kiến. Ông đã gửi thư đến Tòa đại sứ Mỹ phản đối việc đó. Tòa đại sứ đã viết thư xin lỗi và đề nghị tiền bồi thường. Người Mỹ biết tôn trọng dân chủ, biết tôn trọng luật pháp. Cứ giả dụ, thay vì lính Mỹ, đây là lính Tàu, thì họ có bồi thường hay không? Những người bạn cùng lớp với tôi thời sinh viên Đại học Đà Lạt như Dương Văn Ba, Nguyễn Trọng Văn đều theo bên kia hầu như công khai. Nhưng vì tình bạn nên chúng tôi làm lơ, chả ai tố cáo gì. Mà có tố cáo thì còn có thủ tục pháp lý, có nhân chứng, có luật sư nữa. Rồi còn những nhóm thành phần thứ ba, hàng vài chục người ấy, thành phần phản chiến, hoạt động công khai như Hồ Ngọc Nhuận, Ngô Công Đức, Lý Chánh Trung, Lý Quý Trung. Có sao đâu nào. Họ biết chắc một điều, phản đối, cứ phản đối. Họ không sợ đến an ninh của họ vì không có chuyện trả thù, không ăn chìm, mò tới nhà bắt cóc mang đi. Tôi nghĩ miền Nam thua miền Bắc vì cái tình người, cái lòng tử tế ấy. Tôi hỏi và tự trả lời, những hoạt động như thế có xảy ra ở Hà Nội hay không? Vì thế, nhiều người phía bên kia do chính sách chiêu hồi đã quay về với chính quyền miền Nam mà con số lên đến vài chục ngàn người. Tiêu biểu nhất có thể là nhà văn Xuân Vũ. Ông là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, rồi được điều động vào Nam trên đường Trường Sơn, rồi chấp nhận chính sách chiêu hồi. Ông đã có trên 90 đầu sách bao gồm truyện ngắn, truyện dài, hồi ký. Tôi đã từng đọc ông một cách hứng thú với lối viết không dài dòng, trung thực mà không tuyên truyền bịa đặt xuyên tạc, cũng không phỉ báng ai dù là chế độ miền Bắc mà ông đã từng đi tập kết. Cuốn Đường đi không đến, tập hồi ký vượt Trường Sơn đã được trao giải thưởng văn chương toàn quốc năm 1973. Hiện tôi cũng còn giữ một tập tài liệu photocopy khá đặc biệt với nhan đề
Bội Phản hay Chân Chính. Tác giả là một cán bộ nằm vùng tên là Dư Văn Chất, bị mạng lưới tình báo của đoàn công tác đặc biệt miền Trung Ngô Đình Cẩn giam giữ tại trại Lê Văn Duyệt, đường Tô Hiến Thành. Sau năm 75, những người bị tù này được thả ra và chính quyền Cộng sản không tin dùng vì bị Lê Đức Thọ coi là có vấn đề. Có người bị nghi ngờ vu khống, mất chức hoặc là chết oan uổng sau năm 75 chỉ vì câu nói của Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức Trung ương. Họ với họ từng là đồng chí, nay nghi ngờ nhau. Người Cộng sản lại sợ chính người Cộng sản. Ông Dư Văn Chất đã viết tập tài liệu này để biện minh cho việc họ vẫn trung thành với đảng. Ông viết, bằng tác phẩm này tôi muốn nói với đảng, với người thân và bạn bè, với người yêu và kẻ ghét, nói thay cho người đã chết và cho cả người còn sống. Tập ký 233 trang đề ngày 19 tháng 8 và ngày 2 tháng 9 năm 1992 và tháng 7 năm 1993, đặc biệt nhờ ông Trần Quốc Hương, tức Mười Hương, thời đó là Ủy viên Trung ương Đảng, linh hồn của Cục Tình báo, viết thư tay cho anh Hai Tân, Phó Bí thư Thành ủy và anh Tư Sang, Phó Bí thư Đảng ủy Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu cho xuất bản. Không được bị từ chối, họ đành in photocopy 100 bản và đây là một trong những bản ấy. Xin trích dẫn một phần tập tài liệu đề cập đến trại giam Lê Văn Duyệt của ông Ngô Đình Cẩn. Nhà tù không song sắt. Dư Văn Chất viết rằng, ngủ có đi văn hoặc là giường sắt hay ghế bố, mỗi người một cái, có mùng, có tấm đắp đàng hoàng, có giờ có giấc, ăn uống cũng khá hơn chế độ thầu. Có câu lạc bộ, có phòng đọc sách, có sân banh giải trí, có bàn ping pong, ăn cơm tiều, một danh từ được khai sinh trong trại Lê Văn Duyệt. Không biết bên chính quyền dự chi về ăn uống một người được bao nhiêu, mà ở trại Lê Văn Duyệt thì chúng tôi được ăn 5 đồng rưỡi tiền chợ mỗi trại viên hưởng một ngày. Đáng lý, chúng tôi mỗi người ăn 5 đồng rưỡi, nhưng chúng tôi khai cơm tiều, nghĩa là một mâm 4 phần ăn. Chúng tôi ăn 5 người, phần dư ra 5 đồng rưỡi thay nhau lãnh. Ăn sáng 1 đồng một người, nếu nhịn thì một tháng cũng được thêm 30 đồng. Ở tù mà lãnh lương, ở tù mà cũng đi nghỉ phép. Có nhiều anh ở tù lâu, cuối tuần được nghỉ phép, chiều thứ bảy về, sáng thứ hai lại vô. Hoặc có anh về hàng đêm, 5 giờ rưỡi, sau giờ làm việc thì ra cổng, sáng 7 giờ rưỡi thì về ở tù. Theo tôi, nhà tù trại giam Lê Văn Duyệt của ông Ngô Đình Cẩn là có 102 trên thế giới. Đó là nhà tù không song sắt. Nói ra thì không một ai tin, nhưng sự thật là như vậy, do chính tù nhân trại giam viết. Những sự kiện như thế là một thực tế có thật, chỉ có thể xảy ra ở miền Nam mà không thể nào xảy ra ở miền Bắc. Trong cuộc chiến Nam Bắc, số tù binh Cộng sản ở trong Nam hẳn là cần nhiều trại giam. Một phần chính quyền sử dụng những nhà tù có sẵn từ thời Pháp thuộc như Khám Lớn, nhất là tại Pulo Condoré, được coi như là hỏa ngục của người sống. Rồi mỗi tỉnh thành trong Nam đều có nhà tù để giam giữ cán binh Cộng sản. Vẫn không đủ sức chứa tù nên còn lập thêm các trại giam như trại Phú Lợi, trại Tân Hiệp. Riêng trại Tân Hiệp có lúc chứa đến 3.000 người. Sự tàn nhẫn, đánh đập, hiếp đáp, ăn uống thiếu thốn, tôi thiển nghĩ do lòng tham của ban quản đốc trại thật khó mà tránh khỏi. Nhưng nếu so với các trại tập trung cải tạo sau năm 75 thì chẳng thấm thía gì. Tôi dám gọi các trại cải tạo ấy là một thứ tội ác chống lại con người. Ngụy quân, ngụy quyền bị nhồi sọ tẩy não. Họ bị giam không xét xử, không thời hạn. Có người bị giam đến 17 năm tù. Đó là một thứ nghĩa địa chôn vùi cuộc sống của người tù. Tất cả là một sự tính toán tinh vi, tàn bạo để con người chết chậm, chết dần dần đến tàn tạ. Nhiều người khi được thả về chỉ còn là một tấm thân tàn phế như là một phế vật. Vì thế tôi mới ngộ ra các nhà văn miền Bắc có từ sống mòn. Gớm thay, tội ác của Cộng sản. Người miền Nam khó có thể quên được. Lòng tử tế của miền Nam còn rộng mở đón nhận những tinh hoa từ miền Bắc. Điều này càng cho thấy đất Bắc không thực hiện được lòng tử tế vì toàn bộ miền Bắc bao phủ cuộc chiến với hận thù, với xác quân thù. Quân thù nào? Là ai? Chúng ta cứ thử nghe bài quốc ca còn được gọi là tiếng quân ca do Văn Cao sáng tác, được coi là linh thiêng, là linh hồn của Tổ quốc với nội dung rực lửa kể từ ngày 2 tháng 9 năm 45 cho đến nay đã hơn 70 năm rồi.
Bản thân người viết đón nhận những nhà văn miền Bắc trong tâm tình tử tế và kính trọng. Những nhà thơ, những nhạc sĩ như gia tài chung của Việt Nam mà không chút nề hà. Những nhà văn, lớp nho học còn sót lại như Ngô Tất Tố. Ông từng đả kích những ông quan đầu sỏ như Hoàng Trọng Phu, Phạm Quỳnh. Ấy thế mà ông chủ bút Nam Phong chỉ nhảy đánh vọt một cái lên làm được ghế thượng thư Bộ Giáo dục. Bàng quan, ai cũng phải ngạc nhiên. Người ta tưởng tượng như đứng trước một trò rất phi thường trong rạp xiếc vậy. Trích trong phê bình văn học Nguyễn Huy Tưởng, Ngô Tất Tố, Tô Hoài, trang 149. Ông viết Việc làng lều chỏng, nhưng Tắt đèn là tác phẩm hiện thực xuất sắc nhất với hình ảnh chị dậu. Tôi đã có dịp đọc tất cả trong sự say sưa và nể phục. Rồi những nhà văn như Trần Tiêu, tác phẩm Con Trâu, ông là em ruột của Khái Hưng. Rồi một lượt những nhà văn Nguyễn Tuân với Chùa Đàn, tóc chị Hoài, nhất là văn bóng một thời mà theo Vũ Thư Hiên, ông được coi như bậc thầy của ngôn ngữ. Chữ nào ông dùng cũng đắt, khó thay bằng chữ khác. Rồi đến Tô Hoài, Nguyên Hồng. Tôi còn giữ tuyển tập Nguyên Hồng xuất bản năm 1985, đọc mà ngậm ngùi. Tô Hoài với Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, xuất bản năm 1941, O Chuột, Xóm Mới, Nhà Nghèo. Cũng phải kể đến thi sĩ Hồ Dính với những bài thơ lục bát mượt mà. Nói chi đến Xuân Diệu, Thế Lữ, Lưu Trọng Lư, Khái Hưng, Nhất Linh trong các giáo trình của các lớp trung học đệ nhị cấp của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75. Lưu Trọng Lư còn đình đám hơn với bài Tiếng Thu, chỉ có 9 câu được phổ nhạc. Em không nghe mùa thu dưới trăng mờ thổn thức, em không nghe rạo rực hình ảnh kẻ chinh phu trong lòng người cô phụ. Nhạc có văn cao sánh vai cùng với Trịnh Công Sơn, Phạm Duy một thời. Nhưng số phận ông cũng hẩm hiu, mặc dù là người sáng tác ra bài Tiếng Quân Ca. Nhưng trước hết và hơn cả là nam cao. Ông đã thênh thang vào ngưỡng cửa trường Đại học Văn khoa Sài Gòn với truyện ngắn Chí Phèo. Đến ngay những nhà văn nổi tiếng một thời như Mai Thảo, Doãn Quốc Sĩ, Võ Phiến của miền Nam cũng không có được cái vinh dự ấy. Trong khi số phận những nhân tài đất Bắc, số phận họ ra sao? Họ đều phải tự kiểm duyệt, nơm nớp sợ bị thổi còi như Nguyễn Tuân, như học giả Đào Duy Anh, như Văn Cao và rất nhiều văn nghệ sĩ khác. Văn học miền Bắc đã có cắm cột mốc, muốn làm gì thì làm nhưng không được động đến chính trị. Tôi nghĩ đến một xứ Chột bị bịt mắt, bịt mồm. Đời sống thì lao đao túng bấn như Văn Cao, Nguyên Hồng, Tô Hoài. Tờ Đất Nước tháng Giêng năm 1968 đã dành hẳn một số để kỷ niệm 50 năm cách mạng tháng 10. Đi thêm một bước nữa, tiến xa hơn, trong Nam, giới trí thức, nhất là thành phần thứ ba, nói, viết và phản kháng, đòi dân chủ, đòi chấm dứt chiến tranh mà không sợ nhà cầm quyền bắt giam, người ta vẫn có thể biểu lộ quyền yêu hay ghét Cộng sản. Nhưng bao lâu chỗ nào còn lầm than áp bức, bất công, chủ nghĩa Mác vẫn là một sự quyến rũ, một niềm hy vọng giải phóng. Riêng đối với các dân tộc bị trị, Cộng sản có phải là con đường độc nhất và cuối cùng để thực hiện hai mục tiêu trên không? Đất Nước, chủ bút Nguyễn Văn Trung đã tự hỏi, vì thế đã có những bài Cách mạng Nga 1917 của Nguyễn Khắc Ngữ, Trí thức Nga trước cách mạng của Diễm Châu. Từ cách mạng tháng 10 đến cách mạng tháng 8 của Trương Bá Cần, cảm nghĩ về cuộc cách mạng Nga Lý Chánh Trung. Cộng sản người anh em của tôi, Nguyễn Văn Trung. Nguyễn Văn Trung còn năng nổ viết cuốn Hành trình trí thức của Các Mác. In xong là ngày 15 tháng 10 năm 1966. Trần Văn Toàn thì có tìm hiểu triết học Các Mác. Số phận những tri thức ấy ra sao sau năm 1975? Còn ra sao nữa? Bị truy dập, bị tù đầy. Cả 200 giới văn nghệ sĩ Sài Gòn đều bị bắt đi tù, đi cải tạo. Mà cái tội chỉ vì cầm bút, như Vũ Hoàng Chương, Doãn Quốc Sĩ, Hoàng Hải Thủy, Tạ Ti, nhà văn Thảo Trường. Trong số đó, Nguyễn Văn Trung. Theo Nguyễn Văn Trung, viết lại, một người trong Ủy ban Quân quản Đại học Văn khoa Sài Gòn nói, chúng tôi không bố trí anh dạy học vì không thích hợp với cách chúng tôi đang thực hiện và để anh tự ý nghiên cứu theo lối nhìn của anh thì những công trình nghiên cứu của anh sẽ có ích hơn cho đất nước. Nhưng nếu không dạy học, không có lương, lấy gì mà sống? Đã hết đâu,
3 năm sau, ông bị bắt giam, bị kết tội là phản động, là CIA cho Mỹ, có thể bị tử hình hoặc chung thân. Vào chiều ngày 14 tháng 6 năm 1978, một toán công an đến đọc bản án và xét nhà. Ông đã chỉ cho họ vác tài liệu để họ lấy mang đi đầy một xe Lada Lada. Sáng hôm sau, một xe tải lớn đến tịch thu kho sách trên sân thượng. Nhưng nghĩ thế nào họ lại thôi, chỉ niêm phong. Ông bị biệt giam một mình, ngày ngày chỉ viết các bản tự khai. Sợ quá tưởng chết, ông viết chúc thư xin lỗi bạn bè, nhất là bà con anh em ruột thịt, về những lời nói việc làm của ông. Con trai trưởng của ông chứng kiến cảnh bố bị bắt giam nên đã quyết định tìm đường vượt biển và đã sang định cư ở Canada. Làm CIA cho Mỹ mà Nguyễn Văn Trung không nói được một câu tiếng Mỹ, phải nhờ Đặng Tiến hay là Nguyễn Hữu Thái thông dịch. Thế thì CIA nào nó mướn? 6 tháng sau, bất ngờ ông được trả tự do ở Sở Công an với lý do tạm tha vì lý do sức khỏe. Từ phản động đến tha là một điều không hiểu được. Tôi có cảm tưởng 6 tháng tù biệt giam ấy Nguyễn Văn Trung không biết có rút ra cho mình được một bài học gì không? Phần tôi đã từng chứng kiến xác của những người đàn ông đàn bà chết cong queo, ám khói đen vì Cộng sản gài mìn trên đường phố, đường số 5 Hà Nội, Hải Phòng. Lúc 5-6 tuổi ở nhà quê, tôi đã nhìn thấy xác người bị bỏ rọ, trương phình như lợn quay, vập vờ đập vào kè đá ở cửa sông đáy. Tôi đã ghi lại trong một bài viết câu chuyện của một dòng sông. Đúng như nhà văn Bùi Ngọc Tấn tâm sự, có lẽ lại phải viết thôi. Viết về tuổi trẻ bị đánh mất, viết về tuổi già xót xa tuổi trẻ, về nỗi xót thương nhau trong những trái tim mệt mỏi, những mái đầu bạc mang tính đếm những ngày còn lại. Ông trả lời phỏng vấn với nhà thơ Phạm Tường Vân trong dịp cuốn Chuyện kể năm 2000 vừa được xuất bản. Dù sao sau này Nguyễn Văn Trung cũng có được một câu để đời giống như vài người như Lý Chánh Trung, Ngô Công Đức. Lý Chánh Trung trên báo Tuổi Trẻ năm 1988 có viết một bài về môn học triết lý Karl Marx mà trước đây ông đã chót từng ca tụng, thì nay ông chế giễu về một môn học mà thầy không muốn dạy, trò không muốn học. Còn dân biểu đối lập Ngô Công Đức thì thẳng thừng hơn. Tôi có hai điều không ưa, đó là tôi không thích những người công an, tôi cũng không thích người Bắc Kỳ. Nguyễn Văn Trung thì văn hoa hương, tham gia cách mạng là tham gia vào một quá trình tự hủy diệt sau này. Phần tôi khẳng định triệt để tôi giả từ người Cộng sản ngay từ khi lên máy bay từ phi trường Gia Lâm di cư vào miền Nam năm 1955. Bởi vì họ thiếu tình người, bởi vì họ không phải là những người tử tế. Anh chị cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình phát sóng trên kênh Tâm Thức Việt TTV. Hẹn gặp lại quý vị trong những bài viết sau. Anh Chi kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Nguyễn Huy Vũ với tựa đề Nguồn gốc của sự phân biệt Bắc Nam trong thế kỷ hiện tại. Có những góc nhìn mà người miền Nam khác hoàn toàn với miền Bắc, đó là do người miền Nam học sử trên thực tế qua sự trải nghiệm, còn người miền Bắc thì được học sử qua sự nhồi sọ tuyên truyền của Đảng Cộng sản. Thứ nhất, người miền Nam không cần và không muốn người miền Bắc đem quân vào giải phóng họ. Họ thấy người miền Bắc đem quân đi xâm lược đất nước họ. Cũng giống như bây giờ, các bạn Triều Tiên được dạy phải đi giải phóng Hàn Quốc khỏi ách áp bức bởi sự cai trị của chính quyền Mỹ ngụy do Mỹ dựng lên hòng bóc lột dân Hàn. Người Bắc Triều Tiên phải giải phóng Hàn Quốc để thống nhất đất nước. Nên nhớ rằng trước năm 75, Việt Nam Cộng Hòa, tức chính quyền miền Nam, là một quốc gia độc lập được thế giới công nhận, tương tự như Hàn Quốc hôm nay, có đại diện ở Liên Hiệp Quốc và tòa đại sứ ở các nước khác nhau. Thứ hai, sau khi chiếm xong miền Nam rồi, lực lượng chiếm đóng đã lừa để đưa toàn bộ công nhân viên chức của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đi tù cải tạo. Họ bỏ tù chứ không hề giải phóng một ai cả. Đó là một sự thật lịch sử.
Đi tù cải tạo trên thực tế là tù không án. Những người cầm quyền họ muốn nhốt người tù cho đến bao lâu tùy thích mà không hề có một cái án nào cả. Đa phần người tù đã chết trong khi thực hiện án tù vì lao động quá nặng nhọc, điều kiện giam cầm quá khắc khổ hay thậm chí bị xử tử khi đang thực hiện án tù. Những người còn sống, thoát ra khỏi tù thì phần nhiều cũng đã bị kiệt quệ về sức khỏe và tinh thần, mang nhiều bệnh tật. Thứ ba, người miền Nam bị tước đoạt tài sản một cách trực tiếp và có hệ thống, bị chặn hết lối sinh nhai và bị bần cùng hóa sau năm 75. Lực lượng chiếm đóng đi đến từng nhà có của cải, tịch thu vàng bạc và những tài sản có giá trị. Những cán bộ chiếm lấy những ngôi nhà mặt tiền bề thế. Dân ở trong Nam do đó hay nhại cái câu hát là "Tiến về Sài Gòn, ta chiếm nhà mặt tiền" của một bài hát cách mạng để mà giễu nhại một thực tế mà họ khinh bỉ là vậy đó. Họ thấy các cán bộ cộng sản đến từ miền Bắc chẳng có cái lý tưởng gì sức mà hành động như một lũ cướp. Người dân ở thành phố bị đẩy đi kinh tế mới. Gọi là kinh tế mới nhưng đây là những vùng rừng thiêng nước độc, không điện, không nước, sinh hoạt. Nhiều người sống không nổi đã trốn về lại thành phố. Chính quyền miền Bắc vào tiếp quản miền Nam cho thực hiện công cuộc gọi là cải tạo tư sản. Thực chất của cải tạo này là chiếm lấy phương tiện sản xuất, tức là máy móc, hàng hóa của những doanh nghiệp. Chiếm xong không biết sử dụng máy móc và hàng hóa để một thời gian biến thành một đống phế liệu. Để đánh kiệt quệ luôn giới tư sản ở miền Nam, chính quyền tiếp quản cho thực hiện liên tục 3 lần đổi tiền một cách bất ngờ. Trong mỗi lần đổi tiền đó, người dân chỉ được phép đổi một ít tiền có quy định. Những đồng tiền dành dụm mà không kịp đổi thì ngày hôm sau lập tức biến thành tờ giấy lộn. Nhưng chưa hết, cái khốn khổ nhất đó là chính quyền tiếp quản cấm các hoạt động kinh doanh của giới tư nhân. Người dân muốn cái gì phải mua của nhà nước, từ gói xà bông cho tới cục thịt. Nhưng hàng hóa của nhà nước thì luôn thiếu về lượng và kém về chất. Trong khi hàng hóa của người dân không thể giao dịch đem bán được. Từ chỗ là một nền kinh tế tự do, người dân sống sung túc, nhiều người bình thường chỉ ăn gạo Thái, chê gạo Việt Nam. Thì giờ cả một vùng miền Nam rơi vào cái cảnh đói khổ, phải ăn bo bo khoai mì. Điều thứ tư, người miền Nam bị phân biệt đối xử lý lịch và bị chặn lại các cơ hội thăng tiến. Những gia đình từng cộng tác với chế độ miền Nam bị truy xét lý lịch và canh chừng. Con cái của những gia đình này bị cấm thi vào đại học. Mà ai sống trong một chế độ thì chẳng ít hay nhiều buộc phải cộng tác với chính quyền để chung tay xây dựng đất nước. Không được học hành, số phận của những thanh niên như vậy coi như chấm dứt rồi. Thứ năm, nhiều người bế tắc vì kế sinh nhai, bị chính quyền đàn áp và không nhìn thấy tương lai ở đất nước. Quá khổ nhục, họ đã chọn con đường đi vượt biên. Nhưng không phải ai cũng đi vượt biên được. Muốn đi vượt biên thì phải có vàng. Chủ tàu, người tổ chức vượt biên dùng vàng để trả cho công an khu vực gọi là mua bãi. Công an khu vực sẽ ngó lơ để những chủ tàu chôn những cái thùng dầu gần biển rồi hẹn bạn thuyền đúng ngày giờ vào buổi tối lén lút đi vượt biên. Nhưng khi tàu ra ngoài hải phận thì vẫn có thể bị cảnh sát biên phòng dùng súng bắn và truy sát. Nhiều người đã chết khi bị bắn. Một số người bị bắt và bị bỏ tù vì cái tội vượt biên trái phép. Nhiều người khác chết trên đường vượt biển vì thuyền chết máy, vì bị hải tặc cướp bóc hay bị mất phương hướng. Ước tính là có tới hàng triệu người đã chết trên đường vượt biển. Không ai có thể thống kê chính xác con số này. Với người miền Nam lúc bây giờ, đi vượt biển là một sống một chết. Khi tàu vượt biên ra ngoài khơi đó, có khi họ được các tàu buôn lớn vớt, hoặc cũng có trường hợp họ đi thuyền trực tiếp vào các nước như Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Philippines hay Hồng Kông để xin tá túc tạm thời trong khi chờ đợi xin đi tị nạn ở một nước thứ ba. Một số nhỏ khác vượt biên theo đường bộ bằng cái cách chạy qua ngã Campuchia hay Lào để sang Thái Lan xin tị nạn ở nước thứ ba. Cái điều thứ sáu, suốt gần nửa thế kỷ, nhiều người ở miền Nam thấy rằng những người cầm quyền miền Bắc xem miền Nam như là một chiến lợi phẩm chứ không hề có một sự quan tâm hay trân trọng đáng kể nào. Ngân sách của Sài Gòn chỉ được giữ lại có 18%, quá ít, không đủ để đầu tư cơ sở hạ tầng, trong khi 82% ngân sách còn lại được chuyển ra Bắc để xây dựng những cái công trình có rất ít hiệu quả kinh tế như hệ thống các đường cao tốc rộng rãi mà hầu như không có một bóng xe. Trong khi đó, hệ thống cao tốc ở các tỉnh miền Nam, nơi có mật độ giao thông và giao thương lớn hơn nhiều, thì cho đến gần đây đó chỉ là con số không đáng kể.
Người miền Nam họ thấy các lãnh đạo chính quyền quốc gia đa số là những người miền Bắc. Thậm chí người đứng đầu Đảng Cộng sản có lần còn tuyên bố một cách trịch thượng rằng Tổng Bí Thư phải là người miền Bắc có lý luận. Mà trong một đất nước bị cai trị bởi Đảng Cộng sản, nói một cách diễn nôm thì cái câu này nghĩa là chỉ có người Bắc mới có quyền cai trị quốc gia. Người miền Nam, kể cả các đảng viên Cộng sản, do đó sẽ chỉ là một công dân hạng hai. Và đó là một thực tế. Vì cho dù các tỉnh miền Nam đóng góp rất nhiều vào ngân sách nhà nước hơn hẳn các tỉnh phía Bắc, thì các chức vụ mà một lãnh đạo miền Nam nắm giữ cao nhất may ra là cái chức thủ tướng, tức là dưới sự chỉ đạo của các lãnh đạo miền Bắc. Một thực tế nữa mà người miền Nam luôn thấy và họ ấm ức ở trong lòng đó là các cơ quan chính phủ từ trường học, bệnh viện cho đến các chức vụ như bí thư tỉnh ủy hay trong quân đội, công an, người miền Bắc vẫn nắm một cách áp đảo cả về số lượng và chức vụ. Như thế, lời kết, trước năm 75, người miền Nam rất quý người Bắc, không hề có một sự kỳ thị nào. Đó là lý do mà người miền Nam đã cưu mang hàng triệu người Bắc 54 tị nạn Cộng sản vào Nam. Rất nhiều người trong số những người Bắc 54 này đã thành đạt và nắm giữ các chức vụ khác nhau trong chính quyền miền Nam. Rất nhiều người khác thành danh trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Điểm gắn kết giữa họ, những người Nam và Bắc 54 này, với nhau có lẽ là chung lý tưởng chính trị. Ngược lại, với những người miền Bắc đến Sài Gòn sau năm 75, có lẽ do bị tuyên truyền, họ thường tự đồng hóa mình với phe Cộng sản. Nhiều người nghĩ rằng họ có chính nghĩa và việc giải phóng miền Nam là một điều đúng đắn. Sự khác biệt ý thức hệ giữa người miền Bắc sau năm 75 với người miền Nam đã khiến cho cái sự kỳ thị vùng miền Nam Bắc trở nên căng thẳng hơn. Vậy, đâu là cách để hóa giải sự xung đột này? Thực ra, chuyện xung đột này chủ yếu đến từ sự nhận thức khác nhau về ý thức hệ và sự thiếu công bằng trong việc phân chia quyền lợi và quyền lực. Nó sẽ dễ dàng bị hóa giải, làm phai mờ một khi chế độ Cộng sản bị thay thế bằng một chế độ tự do và dân chủ. Trong cái chế độ này, lịch sử sẽ được viết và dạy lại để người ở hai miền hiểu về lịch sử, cảm xúc và nhận thức của nhau. Trong một chế độ dân chủ, người ở hai miền sẽ cùng nhau chung tay đóng góp xây dựng và lãnh đạo quốc gia trong cái tư thế ngang bằng nhau. Lúc đó các đảng chính trị muốn nắm quyền lãnh đạo quốc gia tất phải là những đảng dung hòa được cả hai yếu tố Bắc và Nam. Nhu cầu đó buộc các đảng phải ra sức thúc đẩy và giải quyết các khác biệt vùng miền. Anh Chi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những lần phát hình sau. Chúng ta là bọn nước ra đi đã lâu, thì có người từ miền Bắc ra đi, mà phần đông là người miền Nam ra đi, thì chúng ta vượt biển để đến một xứ tự do hơn. Thì bây giờ đó, ở cái nước Việt Nam chúng ta đó, có hai cái thành phố lớn, Sài Gòn trước kia là thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, và Hà Nội là thủ đô của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Tuy nhiên mà sau 75 khi chúng ta, những người Nam mà ra Bắc hay những người Bắc vào Nam thì họ thấy rõ ràng có một sự khác biệt giữa Sài Gòn và Hà Nội. Thì câu chuyện bắt đầu thế này. Cái ngày tôi đi tù về, tôi nhớ khoảng đó là khoảng 85. Thì tôi có mở một cái tiệm loại là gia công làm hình đó. Tuy nhiên là ai làm hình tới tráng phim làm hình thì mình đem cho cái người chuyên môn làm, rồi mình ăn hoa hồng đó để sống qua ngày. Thì cái chỗ trên đường phố Trần Quốc Toản là cái chỗ người qua lại, thì tôi được tiếp xúc với rất nhiều hàng người. Người Bắc, người Nam, người tỉnh lên hoặc là người vừa chạy vùng kinh tế mới về, có rất nhiều người, hàng người trong đó, nhiều rất nhiều tầng lớp. Thì một hôm tôi gặp một ông thanh niên, nước da hơi mái mái, bạc, mà tôi nhận xét là mới nhìn qua là chúng ta, tôi biết ngay người đó là người ngoài Bắc vào. Thì khi ông ta nói với tôi, thì ông nói lại như là ông là người Bắc thì tôi biết. Thì khi ông nói một cái câu nói mà tôi biết rằng là ông đi xin tiền. Tại vì ông nói là bác cái chú cho tôi đồng để ăn cơm hay là mua khoai ăn như những người khác. Mà họ nói một cách rất là tương đối văn vẻ hơn. Thì tôi biết anh là một người, anh đi xin tiền. Thì tôi mới hỏi anh thế này.
anh ở ngoài Bắc mà sao lại anh tầng vô Nam mà anh đi xin ăn. Thì ông nói rằng tôi không biết diễn tả sao, ông nói rằng vào trong này đó 10 người tôi ngửa tay tôi xin thì ít nhất cũng 6 người cho tiền thôi, nhưng mà ở Bắc thì đừng có hòng. Thì tôi bảo sao lại đừng có hòng, anh là người Bắc, anh ở xứ Bắc thì đáng lẽ người ta thương anh, người ta có cái đồng hương đồng bọc chứ. Anh nói không có ăn đói rạ hồng thì tiền đâu mà bố thí, với lại có người ta cũng cho đâu. Thế anh ta vào Nam được 1-2 năm rồi và anh ta sống bằng cái nghề đi ăn xin, và anh ta nói miền Nam cởi mở, có tình người, không xin, không cho, khi mà anh đi xin không cho. Thì họ không bao giờ họ mở miệng một cái lời mà nhiếc mắng hoặc là lăng nhục anh á. Trái lại là ở ngoài Bắc nếu như anh ta đi xin thì người ta không cho, người ta còn chửi vào mặt. Nó nói anh ví dụ lười thay không chịu làm mà vác mặt đi ăn xin. Cho nên anh thấy vào Nam anh thấy thoải mái. Vì tôi nghĩ anh này sau này nếu mà anh không đi, anh có một thời gian mà khó khăn như vậy, nếu anh lập nghiệp, anh đi làm công, đi buôn bán chỗ này chỗ kia, thì tôi nghĩ anh này anh tròn trong miền Nam. Thế thì cái danh từ bây giờ chúng ta nói miền Nam Bắc thì cái thành phố Sài Gòn tôi cho là cái biểu tượng của miền Nam. Và Hà Nội thì biểu tượng của miền Bắc. Thì Hà Nội đó là lương tri của nhân loại, lương tri của loài người. Còn Sài Gòn á là hang ổ của Mỹ Ngụy. Thì đương nhiên nó phải có điều khác nhau rồi. Thì bây giờ tôi có điều tôi nhận ra thế này này, phải có sự khác biệt rất lớn giữa Sài Gòn Hà Nội. Sài Gòn sau bao nhiêu năm mà Cộng sản tiến vào Sài Gòn rồi đó, tương đối mặc dù nó cũng hơi tàn tệ điêu tàn rồi, nhưng mà nó cũng còn trong bộ mặt còn khả dị được. Chứ ngày Hà Nội mà tôi đi cái xe Molotova đi qua Hà Nội đó, đi lên Bắc ấy, thì Hà Nội rất là phải nói rất là nhếch nhác mà tồi tàn. Thì quý vị thấy hình ảnh nó lên thì quý vị thấy có so sánh đó. Thì cái vấn đề của xã hội chủ nghĩa cái sau 1985 không phải làm cho Hà Nội lên bằng Sài Gòn, mà làm cho Sài Gòn xuống bằng Hà Nội. Và thế này, Hà Nội là lương tri của nhân loại, nhưng mà sau 75 tôi thấy người Hà Nội vào Sài Gòn nhiều, nghĩa là vào lập nghiệp đó, mà không thấy ai miền Nam mà ra lập nghiệp ngoài Bắc Cạn, Lạng Sơn, Hải Phòng hết. Thì cái điều đó là một cái điều mà chúng ta nhận thấy là vấn đề địa thế, địa lợi hay là vấn đề phong tục. Vì sao người Hà Nội, người Bắc lại vào người Nam nhiều? Thứ nhất, người Nam đất đai phì nhiêu, dễ làm ăn. Nói chung là hồi xưa Hậu Giang đó, thì xuống sông mà bắt con cá, con tôm là rất dễ dàng. Cái trái cây trong vườn thì rất là nhiều thứ trái cây. Nhưng mà ngày nay có thể là họ vào nhiều quá và bây giờ dân chúng rồi vấn đề canh nông không được khai thác trật tệ, cho nên những cái gì mà tôm cá đầy đồng đó. Vì vậy mà dân Bắc Cạn, Lạng Sơn trên núi, trên đèo đó cũng ùn ùn nhau mà vào Nam. Thì cái ngày mà tôi vào, tôi ở tù tôi về, tôi xuống bên xuống cái ga Bình Hòa đó, rồi cho cái xe lửa đầu xuống ga Bình Hòa. Thì tôi một gia đình, hai vợ chồng và 3 đứa con đều mù hết. Giác díu mà cầm một cái gậy để mà đi xuống xe lửa mà vào miền Nam. Thì tôi có hỏi rằng vì sao ông bà sao thống nhất rồi qua lại ở ngoài Bắc mà lại vào miền Nam. Thì họ nói rằng là tôi vào kiếm sống, tại đã mù thế này thì ở ngoài Bắc không làm gì ra. Tôi vào đây tôi nghĩ là người miền Nam thoải mái, khoan hồng, thậm chí là nhân đạo, có thể giúp chúng tôi sống qua ngày được. Nói từ này, cái này trên báo chí ở Việt Nam họ nêu lên thôi để quý vị thấy sự khác biệt. Cái khác biệt đây là về văn hóa. Cái vấn đề giao tiếp là ở Sài Gòn, bạn dưng khi thấy cô bán hàng mà gặp người chào bạn, dưng là vì sao? Vì ta thấy chuyện này rất thường tình. Một người mà lễ phép, chào họ người lễ phép. Còn ở Hà Nội, bạn xúc động, đứng sững sờ khi thấy ai nói lời cảm ơn. Tại vì trong xã hội không ai nói cảm ơn, tự nhiên có một người nói cảm ơn mình tử tế thì mình tự nhiên phải nói sững sờ, xúc động đến sững sờ. Đó là ở Sài Gòn, một tô hủ tiếu mì được bưng ra và đặt lên một chiếc dĩa. Bát phở ga Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của em bé bưng bê. Tôi không phải là nói xấu, nhưng mà đây là sự khác biệt về văn hóa
mà báo chí Việt Nam đã đưa ra. Có cái chuyện nhỏ nhỏ vui vui mà tôi thấy đó cái sự khác biệt thanh á. Có thể là thống nhất trên đất nước, trên diện địa, nhưng mà con người và văn hóa không thể thống nhất được. Nhà sách, em vô nhà sách, thì nhân viên Hà Nội rất là hách dịch, ví dụ không mua mà cứ sờ sờ là có chuyện đấy. Thì Hà Nội thì vào, Sài Gòn thì vào đọc chùa thoải mái. Nhiều thậm chí các em có lôi sách ra ngồi đọc, thì cái đó là một cái văn hóa mà từ xưa nay đã có sẵn rồi. Thì có người nói với tôi, ông đừng có nghĩ là Sài Gòn bây giờ khá Hà Nội. Thì rõ ràng là Sài Gòn bị đông quá. Có người mà 40 năm mà Hà Nội tiến chiếm Sài Gòn và muốn đem Sài Gòn lại Hà Nội thì đương nhiên Sài Gòn bây giờ cũng như Hà Nội thôi. Thì bây giờ tôi nói thế này, cái tên Thành phố Hồ Chí Minh sau này nếu nhờ trời có thể đổi lại là Sài Gòn. Nhưng mà con người và phong tục, phong thái của con người khó mà đổi lại được. Cái đó là điều tôi quan tâm. Chứ còn cái tên tôi không quan tâm. Bây giờ cho anh giữ cái tên đó, nhưng mà cái phong thái Sài Gòn nó được. Nhưng Sài Gòn bây giờ nó càng ngày càng luồm thuộm, càng bắt chước. Rồi thứ nhất là người ngợm là Sài Gòn bịa Bắc vào. Nó gần như đồng hóa, ở đâu cũng có người Bắc. Cái thứ hai là cái văn hóa đó. Văn hóa chửi mắng rồi, cút xéo rồi, miếng chanh miếng ớt ở trong tiệm ăn này này, dơ bẩn thế này thế kia. Thì bây giờ tôi nghĩ rằng Sài Gòn bây giờ cũng như Hà Nội rồi. Hay nếu có còn là còn một chút gì đó mà thôi. Thì chúng ta hy vọng gì ở tương lai khi mà chúng là Sài Gòn là đẹp lắm, Sài Gòn để anh về Sài Gòn. Nhưng mà cũng như người tình cũ bây giờ còn nhan sắc, cũng như tính tình đâu còn như xưa nữa. Thành ra Sài Gòn bây giờ rất là khác xa Hà Nội. Ngọc Lan, cái thưa quý vị, cái đất nước Việt Nam sao mà cứ tôi thấy lâu nay cứ ám ảnh bởi chữ ăn. Cái gì có chữ ăn, ăn nằm, ăn ngủ. Rồi bây giờ trên Internet lại đưa ra những cái vụ ăn mà của Việt Nam bây giờ là ăn xin, ăn mày, ăn cướp, ăn trộm, ăn cắp. Cái chuyện này là những cái dự kiện, những cái sự việc xảy ra có thật. Chứ không phải là cái chuyện đặc bày. Là bây giờ quý vị cứ bấm vào Internet, bấm vào ăn cướp là có ngay những cái diễn tiến xảy ra Việt Nam. Họ ăn cướp như thế nào, ăn mày ra sao, ăn trộm ra sao, và ăn xin ra sao. Thế thì người Việt Nam có lẽ là họ không coi thường cái nghề ăn xin, cho nên ở Việt Nam có những cái làng gọi là làng truyền thống là làng ăn xin. Ví dụ như Ít Hầu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, hay là Quảng Thái, xã Quảng Thái, tỉnh Thanh Hóa, có những cái làng gọi là làng ăn xin, trong đó là 700, 800 người là đi làm nghề ăn xin. Và họ hạnh diện với trường đó. Họ cũng có ông có đình làng, có thờ ông sáng lập ra cái làng, cái tổ ăn xin đó. Thế có người chê rằng Việt Nam bây giờ là một cái đất nước ăn xin. Ăn xin là ngựa tay xin người khác, là chuyện đó chị hiểu rồi. Ví dụ như là khi mà chúng ta về phi trường Tân Sơn Nhất, chúng ta trình cái passport cho những cái người gọi là quan thuế đó. Thì nhiều khi họ cũng buộc miệng nói chú có cho cháu cái gì ăn Tết không? Chú cháu có quà gì cho cháu không? Thì đến nỗi cái cô Quỳnh Tâm, cô này rất xinh đẹp, cô lấy chồng Singapore đấy, thì cô có đưa lên trên Facebook đó. Cô nói mỗi lần mà về ăn Tết là cứ bị xin, rồi chửi nó là Việt Kiều mà không cho mình được chai nước hoa. Cho nên cái chuyện ăn xin là cái chuyện có lẽ là nó xảy ra bởi cái tinh thần không biết tôn trọng. Cho nên cái gì cũng phải đi xin. Thì còn xin như thế nào thì chúng tôi sẽ tiếp tục nói chuyện. Thưa quý vị, thế này, cái này là do Internet hoặc là do báo chí trong Việt Nam đưa lên. Chứ không phải do những người gọi là chống phá tổ quốc mà để làm phê bình những cái xấu tốt thế này. Các cơ quan chính phủ từ trung ương địa phương đều ngựa tay ăn xin. Đó là lời bên Việt Nam. Trưởng công an xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng cho rằng chuyện ăn xin là chuyện thường từ nhiều năm nay. Ví dụ như gần Tết thì cái đồn công an đó hoặc là công an xã của huyện đó thì làm một cái văn thư đàng hoàng là xin nói rõ ràng là xin tiền để mà cho các xin tiền các doanh nghiệp mà trong địa bàn của cái xã cái huyện đó để gọi là ăn để mà ăn Tết. Thì cái chuyện này thành một thói quen, cho nên người ta cho đó là chuyện thường tình, nhưng mà thật ra
không tưởng thành khi những cái cơ quan nhà nước mà phải làm cái văn thư để xin tiền. Nhưng mà ví dụ đây này, công an, bộ đội hay là cơ quan hành chánh đã có lương nhà nước rồi. Rồi có bao nhiêu thứ tiền nữa mà bây giờ cứ Tết đến là phải xin các doanh nghiệp, các nhà máy, các công ty một số tiền để nói là bồi dưỡng thế này. Đây có một cái thư giới thiệu. Thư thiệu này tôi sẽ nhờ bên kỹ thuật đưa lên rõ ràng, chứ không phải là kính gửi công ty chức vụ công an xã được cử đến lãnh đạo công ty để làm gì? Xin hỗ trợ ít kinh phí để phục vụ an ninh trật tự cho Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016. Như vậy là liệu mà không xin được số tiền này thì cái vấn đề an ninh trật tự trong xã hội này là chúng tôi không coi tới hay sao? Tiếp theo, số kinh phí là 1 triệu đồng, tức là xin mà cho ăn mày kiểu sang. Rất mong sự ủng hộ và hảo tâm quý lãnh đạo doanh nghiệp. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Ký tên, thay mặt công an xã An Đồng, trưởng công an xã Nguyễn Hữu Tạo ký tên và đóng dấu. Thì như vậy nếu mà công ty này không cho thì... Thế thì sau này người ta mới phân tích cái này, người ta nói như vậy, người ta chê trách ông công an xã này vì sao lại xin tiền. Thì cái công an xã giải thích thế này. Cái tiền này chỉ mua đủ mấy con gà để mà ăn Tết thôi, đâu có gì lớn lao đâu. Nhưng mấy con gà cũng phải xin, thành ra... Thì cái này, ông công an này ông giải thích là để bồi dưỡng cho các chiến sĩ trong đơn vị trực Tết. Việc này xuất phát từ nhu cầu tăng cường về mặt an ninh trật tự. Mỗi năm hết Tết đến, năm nay chúng tôi chưa nhận được nhiều, mới chỉ có 5-6 triệu đồng thôi. 5-6 đồng là khoảng 300 đô la. Đủ chỉ anh em mua con gà làm mâm cơm tất niên. Thì quý vị thấy cái luận điệu này rất là... Tôi thấy nó rất là tồi tàn. Một cơ quan nhà nước, cơ quan nhà nước là cái danh dự, là danh dự của nhà nước mà xin tiền. Xin tiền mà nó có bao nhiêu, một Tết này thì có 200-300, mua đủ vài con gà làm mâm cơm Tết. Tại vì cái nhu cầu về Tết, nhu cầu về trật tự xã hội nó cần tăng cường. Mà tăng cường thì cơ quan cấp trên không chiếu cố để mà xét, để mà thêm thù lao hay là sao đó. Mà tôi thấy một cái người lính, thì khi chiến trường hòa bình họ cũng ăn cái lương lính đó, mà khi chiến trận khốc liệt họ ăn bỏ cái lương, họ ăn lương lính đó. Thì vì sao? Nói vì Tết và cái công việc nhiều cho nên chúng tôi tiêu không đủ, chúng tôi xin quý vị cho 500-300 để mua vài con gà cũng mâm cơm tất niên thôi, chứ có vì đâu mà quý vị đưa lên báo chí làm tùm lum tà la như vậy. Tôi thấy cũng rất là đau lòng. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Tập vào ngay đi ông, tập đầu được làm gì? Tập vào đầu chết thế nào được? Tập vào ngay kia. Túm xích anh nghe, túm xích. Ông cổng qua chưa? Cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi vui đấy. Tập sống quá. Tập vào ngay đi ông, cứ tập vào đầu. Số mày không chết nhưng mà mày đúng đấy, đập tung vào cái đó mãi, đập bao nhiêu cũng không chết lại cổng nó rồi. Chạy rồi đập chưa ai đập mãi cũng không chết đấy, nhát đòn chí mạng đấy. Nhát nữa. Úi trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật. Thôi. Nói này còn. Cô cái mõm vào đây.
buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây, lấy dao chọc. Dao cụt thế. Cái cạnh đập vào cung họng này. Đấy, được rồi. Rò vào, lấy vào. Chà cùn sao? Nhưng ra. Đấy. Bắt đầu chặt đi xong lấy nước chảy ra. Thì này cái mõm nó này hất ra thì cho. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Kéo đánh cái canh rồi. Làm nóng thôi. Hứng nữa vào, hứng nữa thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nữa là ra đấy. Dốc về cái canh cốc nó ra đấy, giờ bắt đầu nó còn thở. Dump, 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 dump